Năm nay mình trồng thử cái đậu đậu màu tím. À, cái đậu này lúc mà nó mới ra trái á thì nó hơi xanh xanh vậy nè, nó có hai cái lằn tím hai bên trái ha. Cái hoa đậu thì nó màu này nè. Nó màu hồng tím đậm hơn cái hoa đậu Việt Nam. Đó thì mình thấy nó mình mua thử cái giống mình trồng chứ mình cũng không có biết nó ghi là giống của Ý. Cái loại này là cái loại không có lai đó, mình trồng thử vậy đó, chưa chưa có ăn thử nó ra sao nữa nha. Ở ngoài siêu thị hay chợ nó không có bán cái đậu này. Thấy cái hoa nó đẹp đó, thế là cái trái nhỏ thì cái trái này là khoảng được 2 tuần, 2 tuần đây nó tím luôn, tím rịm gì đó, không biết nó lớn cỡ nào thì hái mình cũng chưa biết nữa, chắc phải hái ăn thử đó. Nó là một loại đậu tím, xong rồi mình có trồng thử một cái loại đậu mình thấy nó cũng có giống cái tím lắm nhưng mà nó màu xanh à. Đó, ăn thử rồi nó cũng giống đậu que. Ở đây nó có một cái trái lớn hơn nè, này trái đậu này lớn hơn đà, không biết có hái được chưa nữa. À, nó lớn hơn vậy đó đó. Rồi dưới đây á thì đây cái trái này lớn hơn luôn á nè, lớn nhất là cái trái này đây. Mình coi thử thì thấy nó cũng còn dẹp dẹp, chắc nó cũng còn non, chắc mình nghĩ cái trái này nó còn lớn nữa quá. Ừ, nó còn lớn nữa đó, nhìn cũng ngon lắm. Rồi mình có cái đậu vàng nữa. Cái đậu vàng á thì nó cũng giống như cái này luôn nhưng mà trái nó màu vàng. Thì ăn được một trái là chưa thấy nó ra nữa. Này, trái bí này không biết là bí gì đây. À, mình mua nhiều loại bí quá nhưng mà mình không có ghi tên lúc trồng cho nên bây giờ mình không biết nó là bí gì. Đó, đây. Đây cái hoa đậu màu vàng nè. Hoa đậu vàng nè. Cái cây này sao nó ốm yếu lắm, nó mình trồng mấy cây mà chết hết luôn, có một cây lên thôi à. Có thể là cái giống của nó không tốt, nó cũ hay sao á. Cái giống đậu tím này thì lên tốt hơn một chút. Nhưng mà cái giống đậu Việt Nam là lên tốt nhất nha. Rất là sai trái. Chùm như vậy nó cũng được 4 trái, cũng giống như cái chỗ này vậy đó, 4 trái nhưng mà nó sai trái lắm, nó ra nhanh mà nó lớn cũng nhanh hơn mấy cái đậu này. Đậu này không hiểu sao nó là lớn chậm hơn, do nó lạnh hay sao không biết nữa. Thấy mùa hè cũng đâu có lạnh, trồng ở trong cái nhà kính thì cũng đâu có lạnh lắm đâu. À, để mình ra mình cho coi còn một loại giống đậu nữa nha, một cái loại đậu nữa. Cái đậu đó thì nó rất là trái rất là to, ăn cũng ngon, thơm, ngọt nữa. Được vậy. Đây là cây sung, quá trời lá luôn. Năm nay nó toàn là lá, nó ra lá không mà chứ nó ít trái quá. Như trái này là chỉ có trộn dầu giấm ăn thôi chứ chứ không thể nào chín được. Bây giờ là gần cuối tháng 8 rồi. Gần cuối tháng 8 mà nó chỉ có như vậy thôi nè. Là do cái đợt cái lúc mà tháng nó ra trái đâu khoảng tháng 4, tháng 3 4 gì đó thì nó bị gió bão rụng hết. Giờ nó mới chịu ra lại đây. Hôm bữa hái chỉ được có 20 mấy trái à. Đây là đậu que Pháp. Trái xanh ăn không ngon, cũng không ngọt mà giòn, không ngọt mà cũng không có thơm gì mấy hết. Nhưng mà rất là sai trái mà dễ trồng nha. Sai trái mà.